Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Chụp ảnh công an khám nhà riêng, anh trai ông chủ Nhật Cường Mobile và trụ sở công ty Đông Kinh. Theo ghi nhận, chiều ngày 10 tháng 7 tại trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh và khu vực nhà riêng của bị can Bùi Quốc Việt, anh trai bị can là Bùi Quang Huy, giám đốc Nhật Cường Mobile, xuất hiện nhiều cán bộ công an, viện kiểm sát, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh, tức công ty Đông Kinh, có trụ sở tại thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo ghi nhận mới nhất, gần 16 giờ lực lượng chức năng lên xe biển xanh rời khỏi trụ sở công ty Đông Kinh. 16 giờ 38 phút, ông Võ Việt Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm đầu tư và phát triển Đông Kinh áo trắng xuất hiện lên xe rời đi. Trong một diễn biến khác, khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà riêng của ông Bùi Quốc Việt tại địa chỉ số 4, phố Vọng Hà, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ. Ông Việt cũng bị cơ quan điều tra ra quyết định bắt tạm giam, lệnh khám xét nhà riêng tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm. Ông Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy, giám đốc Nhật Cường Mobile, hiện đang bị truy nã. Ghi nhận đến 17:30, lực lượng chức năng vẫn có mặt ở khu vực này làm nhiệm vụ. Được biết, ông Bùi Quốc Việt ở tầng 2 khu tập thể Bộ Giao thông Vận tải số 4, phố Vọng Hà, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đến khoảng 17:30, lực lượng chức năng đã rời khỏi nhà ông Việt. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.